Xin chào quý cô chú anh chị các bạn, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh của em. Hôm nay chúng ta sẽ đi từ chỗ mà đèn bốn ngọn thì chuyển hướng xuống là cổng chào Long Xuyên. Trước màn hình quý cô chú anh chị các bạn là cái đèn bốn ngọn. Bốn ngọn này thì là mới đây. Nếu mà người đi rẽ trái thì đi hướng lên phường Mỹ Bình, đi thẳng thì xuống phường Mỹ Long. Còn mọi người rẽ phải thì đi xuống phường Mỹ Phước. Cầu Cái Sơn à. Thời tiết không gà thì mưa cũng nhiều tại vì ảnh hưởng của bão Gia Ghi của chú chị. Thì bão Gia Ghi nó đổ bộ về Việt Nam gây thiệt hại cũng khá là nhiều. Giờ chúng ta tiếp tục di chuyển từ qua cây cầu Tầm Bót. Phải thì sẽ đi vô bến xe Long Xuyên. Con đường này có tên gọi là Phạm Cư Lượng. Ta hay gọi là đường đi xe chơm. Thank you.
khi có tuyến chính Long Xuyên thì từ quốc lộ này xe xe hơi nó cũng ít rồi, có chứ chị. Đặc biệt là mấy xe tải công ty nào này đi đường kia. Bây giờ chúng ta chuẩn bị qua cây cầu gạch dồi lớn nằm trong quốc lộ 91. Phải của chú anh chị các bạn là công viên Mỹ Thới. Đây là xe bồn của công ty xây lắp An Giang. Qua cây cầu gạch Cờ Bé. Vẫn còn địa phận phường Mỹ Thới. Hình của chú anh chị các bạn là cây cầu Cái Sao.
mình coi chú anh chị các bạn coi cầu Cái Dung. Bên phải của chú anh chị là công viên Cá Sấu. Bầu trời bên trái thì nó là mây trắng, còn phía bên phải thì rất là đen. Không sẽ như là như giờ này có thể là mưa rồi, giờ này có thể là mưa to. Giờ chúng ta đang chạy lên địa phận phường Mỹ Thạnh. Phường Mỹ Thạnh là phường cuối cùng. Đến hết phần này là chúng ta sẽ đi qua bên địa phận quận Thốt Nốt của thành phố Cần Thơ. Rồi đây bắt đầu nhiễu hộp của chú nha. Video đến đây em xin được tạm dừng vì trời mưa các chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe. Xin chào.